khi tổng thống mỹ cất cánh trên chuyên cơ air force one và bắt đầu một chuyến công du ngoại giao đến một quốc gia nào đó sự chú ý của thế giới dường như xoay quanh họ những cuộc gặp gỡ những cuộc họp và những cuộc thảo luận được thúc đẩy bởi những chuyến công du này có thể có tầm quan trọng lịch sử tuy nhiên ngoài việc tạo ra các tiêu điểm ngoại giao quan trọng những cuộc hành trình này còn mang theo những gói hàng không thể đo lường về tiền bạc và tài chính Mỗi một cuộc công du của Tổng thống Mỹ không chỉ đơn giản là một cuộc đàm phán ngoại giao mà còn là một chuỗi cân đo tài chính đầy phức tạp. Từ việc chọn loại máy bay phù hợp bảo vệ an ninh cho Tổng thống đến chi phí của khách sạn sang trọng, ẩm thực và dịch vụ đặc biệt, những con số không tưởng dường như trôi vào vô hình giữa các tiêu điểm quốc tế. Chính phủ Mỹ đối diện với một bài toán phức tạp, chúng ta cần phải chi bao nhiêu tiền cho những chuyến công du này và liệu đó có đáng giá với những lợi ích mà nó mang lại câu hỏi này không chỉ đặt ra trong bối cảnh của ngân sách quốc gia mà còn phản ánh vào những thách thức về chính trị và tầm quan trọng của việc duyệt định quan hệ ngoại giao trong thời đại hiện đại. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá những con số ấn tượng về chi phí của các chuyến công du của tổng thống Mỹ và những yếu tố phức tạp đằng sau quyết định đầy trách nhiệm này. Chính phủ Mỹ cần chi trả bao nhiêu cho những chuyến công du của tổng thống? Vâng, chúng ta đang theo dõi video trên kênh YouTube "Bình luận viên tại biên cương khám phá và trải nghiệm". Thưa quý vị, khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2023, tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã rời thủ đô Hà Nội. Trước khi rời thủ đô Hà Nội, chia tay đất nước hình chữ S của chúng ta, ông đi qua thánh đường nghệ thuật, nhà hát lớn, ông đi qua hồ Hoàn Kiếm và ông cũng đi qua cầu long biên huyền thoại một dấu ấn thật tuyệt vời một ký ức khó có thể nào phai cho một buổi chiều thu hà nội tất cả khung cảnh đó tạo nên một buổi chiều thơ mộng tạo ra những khung cảnh hết sức lãng mạn tuy nhiên để có thể mang đến những sự yên bình như vậy trong chuyến đi này hay bất kỳ một chuyến đi nào khác nước mỹ đã phải rất kỳ công chuẩn bị rất nhiều những kịch bản khác nhau có bao nhiêu chiếc không lực một ạ à? có bao nhiêu chiếc xe quái thú quý vị hẳn là cũng đã nghe qua và cũng đã theo dõi video trước của biên cương khi giới thiệu về air force one rồi phải không ạ nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin chi tiết hơn bởi vì những kịch bản càng chi tiết những phương án ứng phó cho sự an toàn của tổng thống mỹ càng kỹ càng thì cũng có nghĩa là chi phí lại càng lớn hơn nữa Vậy thì mỗi một chuyến đi như vậy, chi phí sẽ là như thế nào? Rất rất nhiều những câu hỏi thú vị xung quanh những chuyến công du của Tổng thống Mỹ mà quý vị có thể đặt ra và hy vọng rằng Biên Cương hôm nay trong video này có thể phân nào giải đáp thắc mắc của quý vị. Những chi phí không tưởng cho một chuyến thăm liên lục địa Mỗi khi Tổng thống Mỹ ra nước ngoài, một đoàn hộ tống lớn với hơn 1.000 thành viên luôn đồng hành để đảm bảo an ninh và phục vụ cho chuyến đi của ông. Vì vậy, chi phí liên quan đến việc di chuyển trong mỗi chuyến công du của Tổng thống Mỹ không thể xem nhẹ. Chắc chắn là một khoản kinh phí đáng kể nếu không muốn nói là khổng lồ. Số tiền này sẽ được sử dụng để đảm bảo an ninh, cung cấp lương thực và chi trả cho các phương diện khác trong chuyến thăm của Tổng thống. Tổ chức phi chính phủ Mỹ National Taxpayer Union viết tắt là NTU, cũng đã đưa ra thông tin rằng toàn bộ các khoản chi phí này sẽ được chịu trách nhiệm bởi ngân quỹ của Washington. Về phương tiện di chuyển, trước hết phải kể đến chuyên cơ Air Force One. Đây là chiếc máy bay VC-25 được trang bị đầy đủ các thiết bị quân sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho Tổng thống, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, khả năng gây nhiễu radar và thiết bị đàm thoại có hình. Với sự tối ưu hóa về mặt an toàn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi chi phí hoạt động của Air Force One cũng lên đến một con số không nhỏ. Vào năm 2012, cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ CIS đã công bố rằng chi phí một giờ bay của Air Force One là hơn 179.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức Judicial Watch đã ước tính rằng vào năm 2015, chi phí một giờ vận chuyển của Air Force One có thể đã tăng lên hơn 206.000 đô la Mỹ, bao gồm các yếu tố như nhiên liệu, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng động cơ. Theo đó, chỉ riêng chiếc chuyên cơ của Tổng thống đã có thể tiêu tốn vài triệu đô la Mỹ bất cứ khi nào ông ra nước ngoài. Chẳng hạn trong chuyến thăm quê hương của Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 năm 2015 tại Kenya, việc bay thẳng từ căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô Washington đến Nairobi, Kenya mất gần 14 giờ, rồi từ đó ông tiếp tục đến Addis Ababa, Ethiopia và sau cùng quay trở lại Washington mất thêm 15 giờ. Tổng cộng chi phí vận hành máy bay trong chuyến này đã lên tới khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, còn cần tính đến việc vận chuyển đoàn xe của Tổng thống bao gồm hai chiếc quái thú và trực thăng Marine One thường được thực hiện bằng các máy bay vận tải như Galaxy C5 với chi phí bay lên đến 78.000 đô la Mỹ một giờ hoặc C-17 Global Master 3 với chi phí là hơn 28.000 đô la Mỹ một giờ như đã được ghi nhận trên trang Military Machine. Trong chuyến đi kéo dài 11 ngày của cựu Tổng thống Bill Clinton đến châu Phi vào năm 1998, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ GAO báo cáo rằng máy bay chở hàng C-5B Galaxy đã hoạt động tổng cộng 1.975 giờ với mức chi phí lên đến 12.600 đô la Mỹ mỗi giờ, dẫn đến tổng chi phí lên đến gần 25 triệu đô la Mỹ để vận chuyển các vật liệu cần thiết. Con người sau khi hoàn thành công việc đều sẽ cần một nơi để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Vậy nơi ấy của Tổng thống sẽ như thế nào? các mật vụ thường thuê toàn bộ hoặc một phần của các khách sạn để tăng cường kiểm soát an ninh trong tòa nhà. Vào năm 2010, khi Tổng thống Obama cùng phu nhân đến thăm Ấn Độ và lưu trú tại khách sạn Tamahan ở Mumbai, nơi từng bị tấn công khủng bố vào năm 2008, chính phủ Mỹ đã đặt tất cả 570 phòng khách sạn này. Một ví dụ khác trong một đêm nghỉ của Tổng thống Mỹ tại Brisbane, Australia trong khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2014 và đoàn Mỹ đã tiêu khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ để thuê tổng cộng 4.000 phòng ở 3 khách sạn khác nhau. Vào tháng 5 năm 2017, khi Tổng thống Donald Trump đến Jerusalem, Israel, ông đã lưu trú tại khách sạn King David, nơi giá phòng cao nhất lên đến 5.500 đô la Mỹ một đêm. Theo Newsweek, tất cả 6 tầng của khách sạn này đã được dành riêng cho các nhân viên chính phủ Mỹ. Ngoài ra, chi phí bảo vệ khách sạn của ông tại Israel lên đến 3 triệu đô la Mỹ mỗi giờ. Các phòng tổng thống ở đây không chỉ có khả năng chống đạn mà còn có khả năng chống luôn tên lửa. Chúng được xây dựng như những chiếc hộp và trong trường hợp tòa nhà bị tấn công hay sụp đổ, chiếc hộp sẽ rơi xuống nhưng vẫn giữ nguyên tính toàn vẹn một khía cạnh quan trọng không thể bỏ qua trong việc đảm bảo sự an toàn cho tổng thống mỹ trong các chuyến công du nước ngoài là việc quản lý các bữa ăn dành cho tổng thống một đội ngũ đầu bếp và nhân viên phục vụ được chỉ định để thực hiện nhiệm vụ này với sự giám sát của các đặc vụ để đảm bảo tính bảo mật của quá trình này khi tổng thống thực hiện các chuyến công du nước ngoài đầu bếp tại nhà trắng sẽ nhận được thực đơn trước đó để lên kế hoạch cho việc chuẩn bị các bữa ăn họ sẽ mang theo nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị các món ăn cho tổng thống Bên ngoài, thức ăn cho Tổng thống sẽ giống như cho các khách hàng khác, tuy nhiên thực tế là các nhân viên đặc vụ đã kiểm soát quá trình chuẩn bị thức ăn. Hơn nữa, các mật vụ cũng sẽ tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch của tất cả các nhân viên tại khách sạn mà Tổng thống lưu trú. Bất kỳ tiền án nào dù nhỏ đều sẽ yêu cầu những người này không làm việc trong những ngày Tổng thống có mặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng thống Mỹ được bảo vệ như thế nào khi đi công du? Sau vụ ám sát Tổng thống thứ 25 của Hoa Kỳ, ông William McKinley vào năm 1901, quốc hội đã ủy quyền cho cơ quan mật vụ hoa kỳ hay được viết tắt là USSS United States Secret Service nhiệm vụ chính là bảo vệ các quan chức cao cấp của quốc gia khỏi mối đe dọa tiềm ẩn của các kẻ thù dù tổng thống xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cho dù đó là một cuộc họp với các nguyên thủ quốc gia kỳ nghỉ gia đình hay thậm chí một buổi chơi golf bình thường USSS luôn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tổng thống Mỗi chuyến đi quốc tế đòi hỏi sự hỗ trợ của hàng trăm mật vụ để đảm bảo cơ sở vật chất, bao gồm sự xuất hiện của một tàu sân bay của hải quân hoặc một tàu đổ bộ với đội ngũ y tế đầy đủ. Các máy bay vận tải quân sự cũng được sử dụng để chở theo 56 phương tiện hỗ trợ, trong đó có 14 chiếc limousine và 3 chiếc xe tải đặc biệt để vận chuyển các tấm kính chống đạn được đặt lên các cửa sổ khách sạn nơi gia đình tổng thống lưu trú. Các máy bay chiến đấu luôn trực sẵn trong không phận theo dõi mọi hoạt động của tổng thống trong suốt 24 giờ. Theo tiết lộ của Jeffrey Robinson, tác giả cuốn sách viết về cách đảm bảo an ninh cho mỗi chuyến đi của Tổng thống, các mật vụ thậm chí phải tiến hành các công việc chuẩn bị tiền trạm trước ít nhất là 3 tháng trước khi chuyến đi diễn ra. Quá trình này bao gồm việc tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đảm bảo công tác hậu cần cho mỗi chuyến đi. Trước hết, họ phải xác định và đảm bảo ưu tiên không phận tại sân bay mà Tổng thống Mỹ sẽ đáp xuống, cũng như đưa ra ưu tiên cho đoàn xe tháp tùng Tổng thống trong quá trình di chuyển. Họ cũng cần xác định các bệnh viện gần đó và thậm chí sẽ đặt sẵn các mật vụ tại đó để có thể phối hợp nhanh chóng trong trường hợp tổng thống bị tấn công hoặc có các tình huống khẩn cấp khác. Để thực hiện nhiệm vụ này, ít nhất cần có 6 máy bay hộ tống chuyên cơ của tổng thống. Trong số này, một số sẽ được trang bị trực thăng, limousine, nhân viên hộ tống, thiết bị liên lạc, thiết bị làm nhiễu sóng và các trang thiết bị hậu cần khác. Các máy bay này cần được chuẩn bị để có thể cất cánh và hạ cánh từ tàu sân bay được triển khai cho khu vực vào thời gian tổng thống thăm quốc gia nào đó. Tàu sân bay này sẽ hoạt động như một căn cứ không quân di động, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho tổng thống cũng như đoàn của ông trong suốt chuyến đi. Khi ngày công du của Tổng thống đang đến gần, các mật vụ sẽ triển khai một đội hình chó nghiệp vụ. Những con chó này được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ đánh hơi trên mỗi đoạn đường mà Tổng thống sẽ đi qua kiểm tra từng điểm dừng và đảm bảo không có quả bom nào được cài đặt trong khu vực để đảm bảo an ninh tối đa cho tổng thống mật vụ cũng sẽ thường cấm hoặc kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến đường mà đoàn xe của ông sẽ đi qua hơn nữa họ sẽ tiến hành khảo sát để chọn những địa điểm có cây cối hoặc tán cây để tạo tầm khuất giúp tổng thống tránh xa khỏi tầm ngắm của người khác khi lên xuống xe Việc chọn khách sạn nơi tổng thống sẽ nghỉ lại luôn đảm bảo rằng bệnh viện cấp cứu cách khoảng 10 phút. Các mật vụ cũng đã làm việc trước với bệnh viện để chuẩn bị một đội ngũ sẵn sàng phối hợp nếu có tình huống khẩn cấp. Thậm chí trên chiếc xe limousine của tổng thống luôn có túi máu cùng đội ngũ y tế để cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết trên đường tới bệnh viện. Tác giả Ronald Kressler trong cuốn sách Gia đình đệ nhất đặc vụ Mỹ tiết lộ đời tư Tổng thống đã nói rằng chiếc xe quái thú của Tổng thống Trump luôn được duy trì hai chiếc giống hệt nhau, tương tự như Air Force One. Để có thể thay đổi liên tục khi cần, đôi khi cả hai chiếc xe sẽ cùng tham gia vào đoàn xe hộ tống và không ai trừ các mật vụ biết được Tổng thống đang ở trên chiếc xe nào. Những chiếc xe quái thú này được bọc thép chống đạn hạng nặng, lốp xe chống đạn và không xẹp lốp. Chúng cũng được trang bị nhiều thiết bị cảnh báo tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn khi tổng thống di chuyển. Ngoài các xe hậu tống, luôn có một chuyên cơ thứ hai đậu sẵn ở một địa điểm bí mật để đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra tấn công hoặc sự cố nào đó với chuyên cơ chính, chiếc không lực một sơ cua này sẽ được sử dụng để đưa tổng thống thoát khỏi tình huống đó một cách an toàn. Vâng, không chỉ có một không lực một, Air Force One, không chỉ có một chiếc xe quái thú The Beast mà luôn có hai. Đó là một trong những phương án dự phòng hay đánh lạc hướng rất hiệu quả để đảm bảo an ninh, an toàn cho những chuyến công du của các Tổng thống Mỹ. Chỉ cần hai chi tiết như vậy thôi đã đủ để cho thấy những chuyến đi của các Tổng thống Mỹ, trong đó có chuyến đi của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam của chúng ta là tốn kém như thế nào. Chúng ta chưa có những thống kê cụ thể về việc chuyến đi này tới Việt Nam của ông Joe Biden thì nước Mỹ phải chi ra bao nhiêu. Nhưng chắc chắn dù ông chỉ ở Việt Nam trong khoảng 24 giờ thôi thì số tiền chi ra là không nhỏ chút nào. Và chắc chắn những kịch bản, những phương án khác nhau để đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến đi của ông cũng đã được lên rất chi tiết tại Việt Nam rồi. Và đó đã là một chuyến đi rất thành công đặc biệt về công tác an ninh. Tất cả những điều đó khiến chúng ta càng thêm trân trọng và càng thêm quý mến những chuyến thăm Việt Nam của các đời tổng thống Mỹ, trong đó có lần chuyến thăm năm 2023 này của ông Joe Biden phải không ạ? Hy vọng rằng những thông tin mà biên cương chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay trong video này sẽ phần nào giúp quý vị có thêm những thông tin bổ ích, những thông tin mà quý vị sẽ hiểu thêm về những chuyến đi của các đời tổng thống Mỹ, những chuyến công du tới khắp nơi trên thế giới. Nếu quý vị thấy bổ ích, vui lòng để lại những ý kiến của mình trong phần bình luận. Và nếu quý vị có thêm những chia sẻ về chủ đề này, cũng vui lòng chia sẻ cùng Biên Cương và những quý vị khán giả khác trong phần bình luận quý vị nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm đăng ký. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.